và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía bên phải màn hình của các bạn đến nhận những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin nóng hàng ngày Quang Hải vừa sắm nhà mới, Huỳnh My đã khoe ảnh làm cô dâu, tuyên bố thật sự là của nhau thì không cần vội thời gian gần đây những lùm xùm xoay quanh chuyện tình cảm của Huyền My, Quang Hải, Nhật Lê khiến cho nhiều người hâm mộ quan tâm. Mặc dù đã bị quy ra nhiều nghi vấn hẹn hò hồi chia tay Nhật Lê, nhưng mà Quang Hải lại chối đầy đẩy với hàng loạt những dòng status ẩn ý nói đang cô đơn. Trong khi đó, bạn gái tin đồn Huyền My cũng chẳng kém cạnh khi mới đây đăng tải dòng trạng thái triết lý về tình yêu khiến cho nhiều fan xôn xao bởi vì nếu thật sự là của nhau ta sẽ không cần vội vã dòng chia sẻ được đăng tải trên trang facebook cá nhân của huyền my gây chú ý phải chăng đây chính là lý do quang hải chưa vội công khai hẹn hò với bạn gái tin đồn bởi lẽ kỳ tình của nhật lê nam cầu thủ luôn công khai không chỉ với báo chí bạn bè mà còn dẫn về ra mắt bố mẹ còn với cô chủ tìm neo để tì lại kính như bưng dù lộ bằng chứng hẹn hò vẫn khăng khăng không lên tiếng xác nhận trong khi tình mới của quang hải đăng đàn triết lý về tình yêu thì cách đây không lâu nhật lê tiếp tục có đồng thái lạ đó là thả tim bài đăng của Quang Hải. Đây không phải lần đầu tiên cô nàng vô tư làm điều này, không biết hành động này của người đẹp gốc Quảng Nam có ý gì, nhưng có lẽ đây chỉ là việc mà Nhật Lê thể hiện sự ủng hộ cho tình cũ như là những người bạn bình thường mà thôi mới đây thông tin Quang Hải quyết định sắm cho mình căn hộ riêng ngay sát vách Đức Chinh khiến cho cộng đồng mạng xúi xoa. đánh dấu cột mốc ở tuổi 23 bằng việc tậu nhà riêng. Không biết rằng những dự định tiếp theo của nam cầu thủ là gì khi các đồng đội đã hiền bề gia thức. Với những tin đồn hẹn hò gần đây, nhiều người hâm mộ cho rằng có lẽ Quang Hải cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng đối tượng và đó là lý do anh chàng vẫn nhất quyết giữ im lặng trong thời gian này. Bên cạnh đó, thì việc quan trọng nhất ở hiện tại là chân sút của tuyển Việt Nam đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho một mùa giải mới. Hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, thể hiện mình tốt hơn. Mẹ nuôi xác nhận Quang Hải đang hẹn hò Huyền Mi, chẳng thấy tội cho Nhật Lê tí nào. Ngoài ra còn là loạt ảnh bạn trai mới xác nhận, Nhật Lê chính là người yêu hiện tại của mình. Vậy cả Nhật Lê và Quang Hải đều đã chính thức có bến mới. Mặc dù đã để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhưng dường như Quang Hải và bạn gái không lựa chọn cách công khai chính thức ở thời điểm này, khi mà nhất cử nhất động đều bị soi xét kỹ lưỡng. Có vẻ sau khi chấm dứt chuyện tình rất đẹp nhưng cũng rất ồn ào, thị phi bên Nhật Lê, lần này chân rút tài năng nghiêng về phương án, mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Dẫu thế, dân tình quyết không buông thà, theo sát mọi hoạt động động thái trong khoản đời sống tình cảm riêng tư sôi động của anh chàng. Khoai khắc tự vào vai anh của Huyền My và Quang Hải cho thấy mối quan hệ rõ mười mười, chỉ chờ người trong cuộc xác nhận. Tuy vậy, nhân vật chính chưa kịp lên tiếng thì phía mẹ nuôi Quang Hải, cô Trang Vũ đã ngầm xác nhận dùm. Cụ thể, khi bị một dân mạng nhắn tin chất vấn về chuyện tình của Quang Hải, cô Trang Vũ đã bấm like, tỏ ý đồng tình về câu nói. Thôi dù gì cũng chúc Quang Hải với Huyền My hạnh phúc cô nhỉ. Ngoài ra, cô Trang Vũ không cảm thấy tội cho Nhật Lê sau khi chia tay Quang Hải. Nhất là giờ đây Hawthorne đã tìm được bạn trai mới, vui thế còn gì. Theo cô Trang Vũ, Nhật Lê còn nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen và còn rất trẻ để trải nghiệm. Chỉ chưa 40 tuổi nên fan không cần làm quá lên như vậy. Mẹ nuôi Quang Hải khuyên một dân mạng nên chúc mừng cho Quang Hải, Huyền My thay vì cứ đi khóc mướn cho mối tình cũ Quang Hải-Nhật Lê. Cô Trang Vũ cho rằng Nhật Lê còn trẻ, chưa hết thanh xuân nên mọi người bớt làm quá dùm. Hãy hiểu vấn đề xa hơn. Tuy nhiên, cô vẫn bị rất nhiều người ném đá. Một quan hệ giữa mẹ nuôi Quang Hải và Nhật Lê vẫn rất tốt đẹp, dân tình chỉ đang lo chuyện bao đồng mà thôi. Đúng như lời mẹ nuôi Quang Hải, những ai từng yêu mến cặp đôi Hải Lu nên cảm thấy vui cho Nhật Lê vì giờ đây cô nàng có người yêu mới. Hưng Harry chủ động khoe với bạn bè loạt ảnh tình tứ của mình bên Nhật Lê. Cả hai thường xuyên hẹn hò ăn uống quấn quýt bên nhau nhưng không chia sẻ lên mạng xã hội mà thôi. Duy Mạnh Quỳnh Anh tự mua xe xịn nhà bạc tỷ bằng tiền túi khi mới chỉ 24 tuổi. Mấy ai được như cặp vợ chồng trẻ Duy Mạnh Quỳnh Anh vừa kết hôn đã có nhà sang xe xịn, cuộc sống sung túc thấy rõ. Đó là của hồi môn của ba mẹ ư. Không, đó là họ tự bỏ tiền túi ra mua. Vậy là đã hơn một tuần kể từ ngày diễn ra hôn lễ trong mơ của cặp vợ chồng cầu thủ nổi tiếng Duy Mạnh Quỳnh Anh những thông tin về cuộc sống tân hôn của vợ chồng vẫn luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Mới đây, những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của cặp vợ chồng phần nào tiết lộ cuộc sống sung túc hạnh phúc của họ. Theo đó, duy mạnh quỳnh anh sớm mua nhà, tậu xe hơi riêng từ trước khi cưới nhau. Những gì họ đã và đang có quả thật khiến không ít người phải ghen tị. ở độ tuổi 23, mấy ai được nhìn duy mạnh quỳnh anh? Họ vừa có tình yêu đẹp được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới trong mơ vừa có sự nghiệp riêng, tự lập được và kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn họ ai mà không cảm thấy ngưỡng mộ, đặc biệt là Quỳnh Anh, cô nàng thực sự may mắn khi có người chồng hết mực yêu chiều vợ như Duy Mạnh. Được biết, để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, chàng cầu thủ mua nhà từ năm 2019. Ngôi nhà mới được mua khá gần nhà bố của Quỳnh Anh, mục đích để cô nàng tiện đi lại thăm gia đình. Các nhà mới của hai vợ chồng có nội thất khá đầy đủ, tiện nghi. Đây là thành quả sau nhiều năm đá bóng và làm việc chăm chỉ của nam cầu thủ. Và không thể không kể đến công sức của Quỳnh Anh trong việc chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trong nhà. Ngoài ngôi nhà khang trang, còn có xe hơi Mercedes tiền tỷ được Duy Mạnh Quỳnh Anh chung sức tậu về hồi cuối năm ngoái. Được biết chiếc xe này có giá khoảng 3 tỷ đồng, đó là thành quả xứng đáng cho việc lao động chăm chỉ của cả hai trong suốt thời gian dài. Bố Quỳnh Anh tiết lộ rằng cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều tự lập tài chính dù tuổi đời còn rất trẻ. Các con cũng không nhờ vả gì về chuyện kinh tế. Ngoài nhà, xe, các vợ chồng trẻ sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ. Sớm tự lập về tài chính, các vợ chồng trẻ còn sở hữu rất nhiều món đồ hiệu đắt tiền. Về phần Quỳnh Anh, cô nàng tự sắm túi, giày, váy từ nhiều thương hiệu lớn. Duy Mạnh thì nổi tiếng yêu chiều bạn gái, Suốt 4 năm yêu nhau, anh tặng Quỳnh Anh khá nhiều món quà đắt đỏ, phù hợp với sở thích của cô nàng. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm, mỗi khi sắp xếp được thời gian, họ cùng nhau vi vu đến nhiều nơi, chụp những bức hình ngọt ngào khế dân tình ganh tị. Gần đây nhất là chuyến du lịch đến Nhật Bản hồi tháng 11 năm ngoái. Có thể nói rằng Duy Mạnh Quỳnh Anh là cặp đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ nhất trong dàn cặp đôi cầu thủ Việt Nam. Dù còn trẻ, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, các vợ chồng Son Quỳnh Anh Duy Mạnh tự lo gần như đầy đủ cuộc sống tương lai. Thật tuyệt đúng không? Bạn gái cũ xác nhận chia tay tiến linh, thông báo kết hôn người mới. Nhân ngày sinh nhật người mới, Ngọc Quyên gửi lời chúc ngọt ngào đến anh và nhắn nhủ lời yêu thương tại trang cá nhân ngày 6 tháng 1, bạn gái cũ cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đăng tải bức ảnh tình cảm trong trang phục áo cưới cùng bạn trai mới và tác tên nửa kia. Chúc đồng chí có một sinh nhật cuối đời độc thân vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Nếu có buồn vì lỡ vội lấy vợ thì cứ dựa vào vai tôi mà khóc nhé, tôi sẽ an ủi, cô viết. Bên cạnh đó, Ngọc Quyên còn gọi anh là đồng chí, gần cùng giường và nhắn nhủ anh lời yêu thương. Ngày 31 tháng 12 năm ngoái, Hot Girl Nghệ An khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh mặc váy cưới bên chàng trai, sau đó nhanh chóng xóa đi. Với hình ảnh đăng tải, cô chính thức công khai có người mới sau chuyện tình được chú ý với tiền đạo tiền linh. Nữ kia của Ngọc Quyên công tác trong ngành công an, cùng sống tại thành phố Vinh Nghệ An. Tại trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên cựu sinh viên đại học sân khấu điện ảnh, tiết lộ đám cưới diễn ra vào ngày 13 tháng 1, đội trẻ kỷ niệm 100 ngày yêu vào ngày 2 tháng 11 năm ngoái. Hiện trang cá nhân của Ngọc Quyên cũng ẩn hết hình ảnh cũ, chỉ để lại bức hình cưới mới đăng tải và bức ảnh selfie từ tháng 9 năm 2019. Tháng 9 vừa qua, nhiều dân mạng nghi ngờ Ngọc Quyên tiến linh đường ai này đi khi xóa hết hình ảnh nhau trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó, nàng cựu sinh viên đại học sân khấu điện ảnh nói với phóng viên rằng cô là người chủ động muốn bạn trai ẩn ảnh đôi của hai người vì muốn tập trung cho công việc. Một tháng sau, cô khiến nhiều người tò mò khi khoe ảnh ngồi trong xe ô tô cùng chiếc nhẫn cầu hôn. Tiến Linh Ngọc Quyên, cặp cầu thủ West công khai bên nhau vào năm 2017. Khi còn yêu, cả hai thường xuyên đăng ảnh tình cảm, dành lời có cánh cho nhau trên mạng xã hội. Ngọc Quyên thường tới sân của vụ Tiến Linh thi đấu. Trong đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam trên sân Mỹ Đình tháng 12 năm 2018, khi nhận huy chương vàng AF Cup 2018, Tiến Linh nhanh chóng dành tặng nó cho người yêu. Trên sân cỏ, trước mặt nhiều phóng viên và người hâm mộ, cả hai trao nhau nụ hôn tình cảm. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.